Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Anfat PC. Nếu như ở trong thời gian vừa rồi anh em đội đỏ đang còn hả hê trong cái việc mà Ryzen thế hệ thứ 2 đi kèm với RX 570 và RX 580 của AMD đang có một mức giá giảm cực kỳ là mạnh, đặc biệt là combo Ryzen 5 2600 đi kèm với con RX 570 mà mình đã giới thiệu đến cho các bạn ở trên bộ PCB Streamer 1, thì anh em đội xanh chúng ta cũng đừng quá nên lo lắng, bởi vì trong video này mình sẽ mang tới cho các bạn một bộ PC với tên gọi là Essential 6, và về cái mức giá bán của nó sẽ nhỉnh hơn là khoảng gần 1 triệu đồng. Thế nhưng về mặt hiệu năng thì nó sẽ ngang ngửa, thậm chí còn nhỉnh hơn bộ PC kia. Và cụ thể về cấu hình cũng như hiệu năng của bộ PC này như thế nào, các bạn hãy cùng mình tìm hiểu và khám phá trong video ngày hôm nay. Đầu tiên, với vi xử lý thì khó có thể nào thoát được khỏi cái tên là i3-9100F. Mặc dù đã bị loại bỏ đi nhân đồ họa tích hợp Intel Graphics 630, thế nhưng nó vẫn là một trong những vi xử lý đáng nâng cấp hơn so với người đàn anh i5-9400F, bởi vì nó đã được cải thiện thêm cái sung bút mà con i3 thế hệ thứ 8 không có được điều này. Và điểm đặc biệt hơn hết đó chính là về mức giá, nó còn rẻ hơn thậm chí là con Ryzen 3 2200G. Về các mặt hiệu năng thì tất cả các bài test ở trên mạng đã thấy rồi, con i3-9100F nó hoàn toàn nhỉnh hơn con Ryzen 3 2200G, và là về cái sự ổn định của Intel, nó luôn được đánh giá cao hơn so với lại những chiếc CPU đến từ AMD. Bộ đôi mainboard và VGA thì mình đã lựa chọn dòng Top Gaming của Asus. Về cái sự ổn định cũng như chính sách bảo hành của dòng Top Gaming thì như anh em đều đã biết rồi, khó có một sản phẩm nào ở trên thị trường hiện nay có thể sánh ngang được bằng so với dòng Top Gaming này. Ở đây thì mình đã lựa chọn chiếc mainboard Top Gaming B360M Plus. Mặc dù về cái mặt thiết kế thì tất nhiên nó sẽ không thể nào đánh giá cao bằng so với những chiếc mainboard cao cấp khác đang có mặt ở trên thị trường được, nhưng mà về cái độ đẹp của nó, theo mình đánh giá nó ở mức tốt, cũng như là sau này khi mà anh em muốn nâng cấp lên những con Intel thế hệ thứ 8, thế hệ thứ 9, dòng i5 hay là i7 thì anh em vẫn có thể nâng cấp được. Và hơn hết đó chính là về cái mức giá bán cũng như chính sách bảo hành lên tới tận 5 năm của dòng Top Gaming này. Còn về VGA thì chúng mình đang lựa chọn ở đây là chiếc GTX 1660 Top Gaming. Về hiệu năng của GTX 1660 thì chúng mình đã có những cái video test và so sánh nó so với những chiếc card đồ họa khác đang có mặt ở trên thị trường rồi. Còn về hiệu năng thực tế như thế nào thì lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm ở trong cái phần test. Đối với combo RAM cũng như là SSD thì chúng ta sẽ có những cái sự lựa chọn quen thuộc, bao gồm là RAM Corsair LP8 với dung lượng 8GB và bớt là 2666MHz. Tiếp đến là ổ cứng SSD Avacer với dung lượng là 240GB. Tuy nhiên đến với bộ nguồn thì chúng ta sẽ có một sự thay đổi nho nhỏ. Chúng ta sẽ có bộ nguồn là AC Bell iPower với công suất là 500W, và cuối cùng sẽ là vỏ cây. Thì chúng mình đang lựa chọn ở đây vỏ cây Sigmatic Nemesis. Đây là một trong những vỏ cây khá là mới, và ngoài ra thì nó sẽ có thêm màu trắng nữa để anh em có thể có thêm được những cái sự lựa chọn khi mà chúng ta build cây như thế này. Và đó, tất cả những linh kiện có mặt ở trên bộ PCB Essential 6. Tuy nhiên hiệu năng mới chính là thứ mà chúng ta quan tâm, để xem với bộ PC này nó có thể thắng nổi được so với bộ PCB Streamer 1 hay là không. Chúng ta sẽ cùng nhau đi thẳng vào bài test để xem bộ PC này nó sẽ thể hiện được như thế nào.
Và như vậy thì hôm nay mình đã mang tới cho các bạn những thông tin về hình ảnh của bộ PCP Essential 6. Trong quá trình khi mà chơi game thì hiệu năng của bộ PC này nó đã thể hiện rõ là nó băm gần như là không trượt game nào. Có thể nói bằng cái việc khi mà AMD họ cho ra mắt những dòng sản phẩm mới của họ thì Intel và Nvidia họ đang cho thấy được những cái sự dè chừng của mình. Bằng chứng là vi xử lý cũng như là dòng card đồ họa của Intel và Nvidia đang có mức giá giảm xuống đi đáng kể. Và những người dùng chúng ta là một trong những người dùng được hưởng lợi nhiều nhất từ những chiến lược của những ông lớn khi mà cạnh tranh với nhau như thế này. Và video của mình đến đây kết thúc rồi. Các bạn cảm thấy như thế nào về bộ PCB Essential 6 có mức giá là khoảng 13 triệu với những linh kiện mới hoàn toàn 100%? Thì đừng quên để lại ý kiến comment ngay bên dưới phần bình luận video cho mình cũng như các bạn xem video đã biết. Còn bây giờ thì video của chúng mình đến đây kết thúc rồi. Các bạn xem video cảm thấy hữu ích đừng quên ấn like, share video và nhớ ấn vào nút đăng ký để theo dõi các video mới nhất của chúng mình tại channel YouTube của An Phát Computer. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.